Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Zik2 Tiểu Long Thư Ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Và hiện tại thì Long đang đi tìm bên Di Châu anh nhỉ? Di Châu 6. Vậy chả có viên nào. Anh em bán đắt vãi cả lờ ra. Mà mình chưa thấy ưng nào, viên nào ưng ý nhỉ? Đấy, tìm rất là khó. Chà, Vinh Vân này. Đấy, Vinh Vân này thì không mua. Long thiếu đúng Vinh Vân này nhưng mà không mua được Vinh Vân này mới đau. Bởi vì Long tìm những viên vân mà có hiệu quả thương dược, sau đó lại kết hợp với là giảm tổn thương cơ. Đấy, đắt một tí cũng được. Bạn nào có viên Di Châu vân mà với như nó yêu cầu nó như thế thì anh em alo cho Long một cái nhá. Để Long mua. Chứ tìm mãi kiệt sức anh em ạ. Thôi, hôm nay không đi tìm nữa. Thì hôm nay thì tiện thể hôm nay thì Long giới thiệu cho mọi người một cái app gọi là rẻ ở bên server Bạch Thổ hay Bạch server gì vậy? Để Long xem này, bay em trên đây là Long biết ngay. Biết ở đây là Bạch Thổ. À, Bạch Thổ đúng không? Cái app này hiện tại đang ở bên cạnh Bạch Thổ thì Lâm Quyền nhá. Đang ở trùng sinh 10 cấp 96 và chuyển sinh theo hướng là hồ tử. Đây, Long sẽ cho mọi người xem ngay. App này đã kích hoạt rồi. Đấy, app này chưa quay một cái thiên kiêu loại nào mà đã 8k5 rồi, chứng tỏ là bạn này rất chăm chỉ làm nhiệm vụ anh em. Anh em nếu mà cái app này quay thì kiểu gì anh em lên trùng sinh 10 cấp 97. Đây anh em ơi. Đây thôi để giới thiệu sơ qua cái app đã. Trên tay thì Long đang cầm một cái em thiên lục quyền đúng không? Đây là một thiên lục quyền. Đang mặc lón áo quần này, bao tay này, đều là ẩm huyết cả, cộng 7 luôn, riêng cái bao tay cộng 13. Lón áo quần thì là F2 đá này, hai tốc 7 này, đấy, 2 tốc 7, đấy, đá 7 đây anh ạ. Áo và quần đều F đá 5, đá 4 anh em ơi, đá 4. Cái này đá 4 hay là đá 5, có vẻ như là đá 5 anh em ơi. Đá F đá 5. Nội công tăng. Cặp ngọc thì hào hiệp vô hại nhé. Và để chơi bạo kích cha bằng cộng thêm. Cái này đá 7 cho anh. Cái này đá 7. Đấy, bạn này rất là chịu chơi. F đá 7 vào. Và bạn ấy lấy là hiệu quả thương dược tăng 35 này. Hiệu quả thương dược tăng 35 này. Bao tay cộng 13. Và lấy tăng điểm tổng. Điểm tổng số lực công kích đội công 250 và 250 và 150, có nghĩa là hai đá 7 và một đá 5 đá 6 anh em ạ. Đá 7 và một đá 5. Không biết là đá 5 hay đá 6 hay là đá 5 anh em. Long chỉ nhìn rõ là hay đá 7 bởi vì đá 7 nhìn nó mát dễ nhìn. Tín vật của bạn thì hiện tại đang ở cấp 11. Dàn văn sức cấp 3, kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Cậu có 2 cái cộng 7 này, 2 cái, 1 cái cộng 9 này, 1 cái cộng 8 này, 1 cái cộng 10. Đấy. Và bạn ấy có con bé cũng khá là ok nhỉ, bé này là ok rồi. Cáo sinh, tư chất là cấp độ 7. Tư chất là 80 và bạn đã ép được cái sách là vô cụ chủ nhân là 150. Và tiếp theo đó là phá địch 100, thế là cũng là ok đấy anh em ạ. Ngày xưa có con bé này khá là ok rồi. Mật tích của bạn thì là 3 phòng lục 9 thành và dòng công kích nội công chủ động khá là cao, đó là 99%. Bạn ép vô ảnh, vi đà, vân vân. Cái quyền vác bạn chơi ở quyền nào này? Cái này là vô ảnh, đây quyền vác này. Vân vân này, vi đà này. Đây bạn thì ép La Hán này, Ca Diệt này, Thất Bảo này, Huệ Nhãn này. Cái này được 88% và 84%. 4 phục lục 10 thành. Đây. Anh em nhìn rõ mật tích của bạn đấy nhá. Bạn ấy chơi kiểu này cơ anh em ạ. Đấy. Bạn ấy chơi đây là mật tích, một mật tích phụ và một mật tích chính. Đấy. Vân vân này, vô ảnh này. Vô ảnh quyết đấy nhá. Đấy. Ví dụ như áp của long thì của long là ép khác thôi. Đấy. Của long là Ca Diệp, La Hán, Văn Văn, Vô Ảnh.
Còn bạn thì tùy mỗi người chơi kiểu đúng không? Bạn ép là vô ảnh văn văn không quan cái này bạn không chơi là hán bạn chơi kiểu kia. Nói chung là tùy thuộc vào mỗi anh em với cả. Tóm lại là mật tịch của bạn đã tiến cấp rồi. Điểm vô cụ là 84. Rất tiếc là phù lục của chúng ta là 3 phù lục và 9 thành nhưng mà phần trăm khá là ok. Đấy. Kim xà 6 dưỡng thành 12/12 đấy. Chấm Di Châu của năm. Di Châu đây. Di Châu lẻ. Tiên xương. Đấy. Bỏ qua giảm trọng thương 10. Hiệu quả thương tăng 200% này. Này chưa tôi luyện. Tiên hạ. Đã tôi luyện rồi. 20/20 chín mạng tăng 6 và tốc chạy 7 này. Công ngũ hành 9 này, kháng cả 24 này. Đấy. Bên thu này, bạn ấy chơi phá địch cộng với sinh lực này. Đấy. Phá địch sinh lực, tiên tinh. Đó là né tránh tăng. Phá địch 30 và 9 mạng 9 này. Đấy. Đây là viên địa lội giảm đối phương là tạm 6% này. Đấy. Phòng thủ lội 40 này, tấn công tăng 10 này. Viên nhật này, lội công tăng 18 này. Tiêu hao lực 6% này. Đấy. Sinh lực tối đa là 23 ca máu này. Viên vụ này, ngự kình. Có điểm phá địch là 38 này. Đấy. Sinh lực 7 này. Và phòng thủ lực công 65%. Nói chung là Di Châu lẻ anh em. Và chân khí của bạn ấy thì đây. Bạn đã ở cảnh giới võ thánh. Còn nói chung là chưa mắc chân khí. Nhưng mà ở cái mạch lộn thì bạn đã lên mạch thứ 5 rồi. Và sắp sửa lên mạch thứ 6 anh em. Sắp sửa đấy nhá. Thay chí chưa nói là lên. Vì chân khí là ở đây là bạn đang kích nhưng mà ở đây vẫn còn chân khí này. Còn 59k nữa. Chắc chắn là kích như này kiểu gì cũng lên nữa. Đây là bảng chân khí của bạn đấy. Đấy. Tùy mỗi người cách, mỗi anh em cách khác nhau. Đấy, anh em xem rõ bảng chân khí nha. Đấy, Kim xà 6 là xếp thành 12/12 này. 53 viên bộ toàn tập 10 thành này. Đặc biệt ở ác này là có dòng văn sức cấp 3 này. Văn sức cấp 3 cộng 7 cộng 8 này cộng 12 cộng 10 này. Đấy. Ác này thì là đang cũng kích hoạt tốt chú tư lệnh rồi đấy. Kích hoạt tốt chú tư lệnh rồi. Thì nếu mà cái ác này mà quay thi kiếm lệnh thì chúng ta kiểu diễn trùng sinh cũng trùng sinh 790. Bạn nào mua thì về các bạn quay bằng thi kiếm lệnh thì quay khoảng 500 cái thôi thì các bạn cũng trùng sinh 7 cấp 9 à trùng sinh 10 cấp 97 luôn đấy. Và có bộ sát tinh luôn, có hai món sát tinh nhá. Bởi vì là server phục bạch hổ này thì là một server cũ đấy, là một server cũ nên chúng ta chỉ nhận được hai món sát tinh thôi. Ngoài ra thì anh em nếu mà nhận được hai món sát tinh thì anh em nên chọn cái lón và cái quần đấy. Đấy, cái lón và cái quần, còn áo thì chúng ta dùng áo ẩm ướt hoặc là áo hào hiệp vô hạ cũng được để cho đam và cam. Ngoại trang của bạn thì hiện tại thì đang chưa nhận, bởi nếu mà chúng ta nhận ngoại trang thì chúng ta phải mất 50 vàng thôi. Đây là có 240 vàng không đủ ở trong thư hố của bạn đấy thì có một cái hỗ trợ mình tính. Ở trong thư hố thì không có gì nổi trội nào. Tóm lại là cái app này nó cũng rẻ anh em. Đấy, Kim xà 6 này. Đây là 10k, 20k, 30k, 35k nhiệt nghĩa chi trương. Đây là bao tay hàng hiệp vô hạn. Đấy, Kim xà 5. Cái này bây giờ là chỉ có ghi shop anh em. Đấy, link fake đơn của bạn này. Nếu mà cái app này anh em nào muốn mua về thì anh em bỏ thêm 1 triệu là anh em để là cho nó lên trùng sinh 10 này. Đấy, trùng sinh 10. Nhận được hai món sát tinh và trùng sinh 10 cấp 97, nhận thêm bộ chân khí, thế là ok, thế là chơi được rồi đúng không? Hai món sát tinh là ok rồi. Văn sức cấp 3 và cái ác này ra đi với giá bao nhiêu nhỉ? Theo như chủ ác từ 1m đến 1m1 đến 2 đấy. Đấy là theo ý nguyện của chủ ác thôi đấy. Nam cũng giao theo ý nguyện của chủ ác, còn anh em mua thì có fix cho anh em một tí đấy. Chủ ác có nói là 1m, 1m3 nhưng mà cứ giao như vậy đã. Còn có ai hỏi thì sẽ tính tiếp. Đấy. Trên giấy tờ, trên bản bạc thì giao với giá như vậy đã. Còn anh em mua thì là có fix thêm nhé anh em nhé.
À, đấy. Ok. À, cái app này à, hiện tại đang 12K1 này, 12K1 đúng không? À, mặc đồ ngoại trang vào kiểu dị như 13, 14. Đấy, đạt khá là cao. Bạn đang dùng kiểu băng mấy đây? Kiểu băng kết nghĩa này. Đây đây. Đạt khá là cao đúng không? Đây này. Và điểm vô cụ này cũng khá là cao, đấy, gần 600. Nói chung là cái ác này thì lội phòng là 60 à. Đấy. Tóm lại là cái ác này ra đi với giá là 61 mét trên một tí. Đấy, anh em mua có fix nhé, à, mua có fix. Thông tin chi tiết thì anh em Long cho các bạn xem sẵn rồi đấy. Tiện thể thì không bê ca luôn. Bởi vì hôm nay Long đáng mải đi xem thi châu nhỉ. Mà chưa thấy ai bán, thế mới đông. À. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em mua nhớ alo và PM nhé. Ác giá rẻ, à, có giảm giá, có fix. Anh em cứ mua thoải mái. Và khởi điểm ban đầu là giao với giá là 1m đến 1m1. Ai mua thì cứ alo giảm giá nha. Bye bye, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em thấy hay hãy like, chia sẻ, ủng hộ. Bạn nào không mua được hoặc là chê đắt quá và chê quỳ quá thì các bạn đừng quên em đá cái nếm cách. Thì anh em xem tham khảo ủng hộ là tốt rồi. Ok, bye bye anh em nha.